Trong video lần trước thì mình đã gửi tới các bạn những đánh giá và cảm nhận của mình về chiếc Meizu M2, sản phẩm chính hãng đầu tiên của Meizu phân phối tại thị trường Việt Nam. Và ở đây mình đang có thêm một nhân vật tiếp theo cũng đã được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam chúng ta. Đây là chiếc Meizu M2 Note. Cũng có thể nói đây là một phiên bản có màn hình lớn hơn của chiếc Meizu M2. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng có rất nhiều điểm cải tiến. Và sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn những đánh giá và chia sẻ của mình về sản phẩm này. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này cũng như rất nhiều những chiếc smartphone chính hãng khác thì hãy đến ngay với các cửa hàng Hnam Mobile gần nhất. Đầu tiên về thiết kế thì cá nhân mình thấy là chiếc Meizu M2 Note này có thiết kế thì cũng không có quá nhiều khác biệt so với người anh em Meizu M2. Chỉ có khác một chút về sự sắp xếp của các phím bấm chức năng. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình là 5.5 inch, lớn hơn một chút so với kích thước 5 inch của chiếc M2. Ở phía trên vẫn sẽ là loa thoại, camera trước và các cảm biến. Ở phía dưới vẫn sẽ là một nút home được tích hợp thêm phím back, rất quen thuộc trên các sản phẩm của Meizu. Và ở cạnh trái của chiếc Meizu M2 Note không phải là khe cắm SIM như chiếc M2 nữa, và ở đây sẽ là phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Các phím bấm này vẫn sẽ có một thiết kế rất là phù hợp cho cảm giác bấm cũng như phản hồi rất là tốt. Ở bên cạnh phải sẽ là khe cắm SIM cũng như khe cắm thẻ nhớ, và chúng ta vẫn sẽ có sự lựa chọn là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ để có thể sử dụng chiếc máy của chúng ta tốt hơn. Ở mặt sau chúng ta vẫn sẽ có camera và đèn flash. Ở đây thì đèn flash không phải là đèn flash đơn như trên chiếc M2 nữa, mà sẽ là đèn flash kép, giúp chúng ta có những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng đánh đèn flash tốt hơn. Và mặt lưng của Meizu M2 Note vẫn được làm bằng nhựa, tuy nhiên thì cũng cho cảm giác cầm giám rất là tốt do không bám quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay, cũng như là thiết kế bo tròn cũng không quá bị cấn tay trong quá trình sử dụng. Phía trên thì chúng ta vẫn sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, và phía dưới vẫn sẽ là cổng sạc micro USB cùng với loa ngoài của sản phẩm này. Và định chung lại thì chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế rất là quen thuộc của chiếc Meizu M2 Note. Tuy với một màn hình lớn hơn nhưng vẫn cho cảm giác cầm nắm và sử dụng cũng cực kỳ tốt. Về màn hình thì đúng như cái tên của nó, M2 Note sở hữu một màn hình 5.5 inch, độ phân giải được nâng lên là Full HD. Sau màn này thì sử dụng tấm nền của XO. Cảm nhận ban đầu của mình thì cảm thấy rằng là cái lớp cảm ứng ở này rất sát với màn hình. Màn hình này thì cho cảm giác vượt qua vượt lại cảm ứng cũng rất cực kỳ nhạy. Các phản hồi khi sử dụng ở trên màn hình này cũng đều cũng rất là tốt. Và màn hình này vẫn giữ được ưu thế của các sản phẩm của Meizu, đó là màn hình cho một độ sáng cao, góc nhìn tốt. Hình ảnh màu sắc được tái hiện trên màn hình của chiếc Meizu M2 Note này cũng rất là trung thực, và chúng ta sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt vời khi là xem ảnh này, lướt web hay là xem phim ở trên màn hình của chiếc phablet này. Tuy có một màn hình lớn hơn nhưng chiếc Meizu M2 Note vẫn giữ nguyên cấu hình so với người anh em Meizu M2. Vẫn sẽ là con chip MediaTek MT6735 64 bit, cùng với đó là 2GB RAM. Cấu hình này ở trên chiếc M2 cũng cho chúng ta những trải nghiệm rất là tốt về giải trí chơi game. Thì trên người anh em M2 Note này chúng ta vẫn sẽ có những trải nghiệm giải trí tương tự. Các game ứng dụng nặng đều được xử lý một cách khá là mượt mà ở mức đồ họa trung bình, và với các game không yêu cầu quá cao về đồ họa cấu hình như là Subway Surfer này hay là Temple Run 2 thì máy đều hoạt động rất là chuyên chu mượt mà. Về phần mềm thì Meizu M2 Note cũng đang chạy trên giao diện Flyme OS trên nền Android 5.1. Mình cũng đã có nói qua về giao diện này, đó là một giao diện trên điện thoại cực kỳ nhẹ. Vì thế thì các trải nghiệm ở trên sản phẩm này cũng cực kỳ mượt mà, vừa cũng có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nói thêm một chút về điểm đặc biệt của chiếc Meizu M2 Note phiên bản chính hãng này so với phiên bản sách tay, đó là chúng ta sẽ có bộ nhớ trong của sản phẩm lên đến 32GB, trong khi các sản phẩm sách tay chỉ có bộ nhớ trong là 16GB. Với dung lượng lớn hơn như vậy, cộng với thẻ cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 128GB, giúp chúng ta có thêm không gian lưu trữ rất là tốt trên sản phẩm Meizu M2 Note. Các bạn có thể thoải mái copy phim hay copy dữ liệu vào chiếc máy này và có thể thoải mái giải trí ở trên sản phẩm của chúng ta. Về camera thì Meizu M2 Note vẫn giữ nguyên thông số như chiếc Meizu M2, đó là 13 megapixel cho camera sau và 5 megapixel cho camera trước. Camera này vẫn sẽ cho tốc độ chụp nhanh, lấy nét cũng như là chất lượng hình ảnh rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Ở trên camera của Meizu M2 Note cũng sẽ có các chế độ tùy chỉnh như trên Meizu M2, và ở trong chế độ chỉnh tay chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại thông số như là về ISO, tốc độ, khẩu độ, và thời gian phơi sáng ở trên sản phẩm vẫn sẽ là 10 giây. Chúng ta có những bức ảnh rất là độc đáo với camera của sản phẩm Meizu M2 Note. Và cuối cùng là dung lượng pin. Với một chiếc phablet thì viên pin nó mang theo cũng phải có dung lượng rất là lớn, và với chiếc phablet này của nhà Meizu nó đã được trang bị một viên pin có dung lượng lên đến là 3100mAh, một thông số rất là cao, và với một cấu hình khá ổn, độ tương đồng trong các ứng dụng cũng như là giao diện cũng rất là tốt. Vì thế thì thời gian sử dụng ở trên sản phẩm Meizu M2 Note cũng rất là lâu. Thời gian on screen ở trên chiếc phablet này cũng có thể lên đến 4.5 cho đến 5 giờ đồng hồ, cũng đủ để nhu cầu sử dụng của chúng ta trong vòng 1 ngày rưỡi cho đến 2 ngày. Vừa rồi thì là những đánh giá và chia sẻ của mình về chiếc Meizu M2 Note, chiếc phablet chính hãng thuộc phân khúc tầm trung của Meizu vừa gia nhập thị trường Việt Nam chúng ta. Với một thiết kế đẹp cùng với nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn, cấu hình đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, xem phim, chơi game, và một viên pin có dung lượng rất là lớn, đảm bảo nhu cầu sử dụng trong vòng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày. Trong phân khúc tầm trung thì chắc chắn chiếc Meizu M2 Note này cũng xứng đáng là sự lựa chọn của các bạn. Và hiện tại thì chiếc Meizu M2 Note phiên bản chính hãng cũng đã có mặt tại các cửa hàng của Hnam Mobile. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này cũng như rất nhiều những sản phẩm Meizu chính hãng khác thì hãy đến ngay với các cửa hàng Hnam Mobile gần nhất. Và cũng đừng quên truy cập website hnammobile.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và cũng như những đăng ký kèm.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.